Ê trời đất ơi, ai mà có duyên dữ vậy trời. Mới sáng sớm nằm dài trước cửa nhà người ta ngủ rồi. Vậy vậy chỗ khác ngủ đi. Ủa, cái khăn này, cái áo này quen quá vậy ta. Trời đất ơi, bà Bình, bà Bình, sao nằm xỉu ra gì nè. Bà Bình, trời đất ơi, chết rồi. Lắng nghe nha. Đi từ từ, từ từ vô. Bà Bình ơi, bà tỉnh lại giùm tôi đi bà Bình. Có gì thì bà nói, chứ bà đừng làm tôi sợ bà Bình ơi. Bà dậy đi bà ơi. Tôi hứa với bà, tôi không có chửi, tôi không cằn nhằn, tôi không có đánh đập thằng Hải nữa đâu. Tôi không có ghét bỏ gì nó. Tôi chửi, tôi đánh nó là tại vì tôi ghen. Tại tôi thấy bà thương nó quá, cái gì bà cũng lo cho nó hết, nên tôi ghen với cậu ba của bà. Bà đừng có giận tôi, đừng có ghét bỏ tôi kìa bà. Tôi thương bà lắm, tôi thương bà lắm bà Bình ơi. Ủa, bà tỉnh rồi hả? Tôi chỉ ngủ quên có một chút thôi, có gì đâu mà tỉnh với lại không tỉnh. Trời đất ơi, ông nhét gì vô miệng của tôi vậy? Là gừng đó. Trời ơi, nè ông làm gì ông ngồi ông khóc bù lu bù loa vậy? Ủa bộ nãy giờ bà ngủ đó hả? Ừ. Ủa chứ không phải bà xỉu hả? Cả đêm tôi đứng chờ trước cổng, mệt quá nên tôi tính dựa vô cửa ngủ một chút, không ngờ là ngủ quên luôn. Ủa bà ngủ quên chứ tôi kêu quá trời bà không thức chân vậy? Báo hại người ta. Báo hại người ta, mừng tới muốn khóc luôn đúng không? Thường ngày á, chứ không phải là ông hay chửi, hay biểu là tôi đi chết đi sao? Sao giờ ngồi khóc dữ vậy? Tôi khóc hồi nào, bà đừng nói bậy nha. Tôi không phải là thấy ông khóc không đâu, mà tôi còn nghe. Bà nghe gì? Ủa tôi đâu nói gì đâu bà nghe. Rồi ngủ mớ rồi thấy tầm bậy tầm bạ chứ gì. Tôi hỏi bà nè, nửa đêm nửa hôm bà tới đây làm gì cho buồn ngủ? Rồi nằm giữa đường giữa sáng ngủ vậy, lỡ gió nó nhập vô rồi chết làm sao? Ai hay ai biết. Ủa rồi bà đi bằng gì tới đây vậy? Tôi đi nhờ xe của ông Cai Túc á. Cái gì? Cai Túc cho bà đi nhờ xe hả? Ừ. Bà quá lắm rồi nghe. Bà càng ngày bà càng quá đáng. Tôi hết chịu nổi bà rồi đó. Trời ơi là trời, tôi tức muốn chết. Chắc tôi chết với bà quá bà Bình ơi. Ông bị cái gì vậy? Thì tôi đi nhờ xe đạp của ông Cai Túc thôi, mắc gì mà ông hả tức tới chết. Một mình cậu ba, tôi đã ghen muốn chết rồi. Bây giờ thêm thằng Cai Tất nữa. Bà cũng còn hấp dẫn quá mà. Bà khai thiệt tôi biết đi, bà với Cai Tất đêm hôm qua có làm gì trong rừng không? Ông bị điên rồi hả? Hết chuyện đi ghen tôi với ông Cai Tất. Tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Sao không ghen? Cái mặt thằng đó dòm là biết rồi. Nè ông, ông ở trong phòng này á hả? Cũng rộng rãi quá ha. Nhà này là nhà kho của ông chủ, hồi trước tôi ở, bây giờ con Phượng nó vô nó làm á, tôi nhường lại cho nó, tôi mới ra mái hiên tôi ở. Bây giờ con Phượng nó nghỉ rồi, tôi mới dọn vô tôi ở lại. Đời ở đợi nó cực khổ lắm bà biết không? Ông ơi, hay là
tôi lên tôi ở với ông nghe. Ông chịu không? Bà mới nói cái gì vậy? Tại tôi lụng bụng nghe không có rõ. Bà nói lại tôi nghe coi. Tôi nói á là hay là để tôi dọn vô đây tôi ở luôn với ông ha. Nè, ông xin bà chủ cho tôi làm thế chỗ của con Phượng. Thì ra là bà vượt mấy chục cái số lên đây để bà hỏi tôi câu này đó hả? Bà thấy bà tội nghiệp cho tôi, bà muốn lên để chăm sóc cho tôi chứ gì, đúng không? Bà nói đi. Đúng không? Không biết. Có phải sau bao nhiêu năm chung sống cuối cùng bà cũng nhận ra tấm chân tình của tôi đúng không? Có phải bà thấy nhớ tôi không? Cái ông này, mấy câu như vậy mà ông cũng nói ra được hả? Nè, bây giờ tôi hỏi ông á, ông có xin bà chủ cho tôi lên làm hay không? Tôi xin. Nhưng mà bà làm ơn bà nói cho tôi một câu để cho tôi mát bụng coi. Có phải bà nhớ tôi không? Nói đi. Thật lòng đi. Tôi thì nhớ đó. Trời ơi. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa ơi. Cuối cùng con cũng nghe cái câu mát lòng mát dạ rồi. Bây giờ con có chết con cũng mãn nguyện ông trời ơi. Cái ông này, cái miệng nè, cái miệng ăn mắm ăn muối nó bậy không à. Nè, nhổ nước miếng nó lại cho tôi đi. Nhổ. Rồi tôi nhổ, tôi nghe lời bà nghe. Bây giờ bà nói cái gì tôi cũng nghe lời bà hết. Bà Bình ơi, sao tôi thương bà quá trời, bà Bình ơi. Nè, cho tôi xuống đây. Cảm ơn cậu. Cho xin bình trà chủ quán ơi. Dạ, có liền. Dạ, mời ông. Cảm ơn. Dạ, em chào ông. Cô cũng đi chợ nữa hả? Cho em cùng ngồi hầu trà với ông được không? Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác. Thiệt ngại quá. Em sẽ không làm phiền ông lâu đâu. Khi nào người đó tới, em sẽ trả ghế lại cho người đó. À, ông, đây á. Sắp giải này á là em nhập từ Tây về. Rất là xứng với phu nhân của ông đó. Cô đừng có làm như vậy. Chuyện đó bà nhà tôi bỏ qua rồi, không có sao đâu. Mong ông đừng có phụ lòng em. Thiệt á, em có mắt mà như mù. Ông cứ nhận cho em vui. Đó chỉ là chuyện thứ nhất thôi, còn chuyện thứ hai nữa. Cái gì? Chuyện thứ hai? Ông có nghe em nói tiếp được không? À, đâu, cô nói đi. Em biết ông đây đang tìm khu đất lập điền, nên em đã tìm được người cần bán. Không biết ông có cần gặp người đó không? Cái gì? Cô nói thật không? Nếu mà có bán á, cô chỉ đi, tôi cảm ơn cô đó. Người bán ở đâu? Bán bao nhiêu mẫu? Giá cả thế nào? Tôi mang ơn và hậu tạ cô lắm đó nghe. Ông không có cần mang ơn em đâu. Nếu như ông muốn mua thì sáng mai 8 giờ ông có mặt ở cái bàn trà này, em sẽ dẫn người đó tới gặp ông để bàn công việc. Còn bây giờ em xin phép về để trả ghế lại cho ông. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận món quà này đem về cho bà nhà tôi. Dạ, tôi mong á, ngày mai gặp lại cô đó nghe. Dạ, em không làm phiền ông nữa đâu. Em xin phép. Thôi cô về cẩn thận nghe. Cô về. Dạ. Dạ.
Mở hai mày mà ra tay là chỉ có chết thôi. Dám chọc tức tao, tao sẽ cho bà vợ chảnh chọe của ổng biết thế nào là con dâu bà hội đồng hung ác nhất vùng này. Quỳ xuống. Mày Quang cô, dám bỏ trốn hả? Đúng không mày? Tôi không có bỏ trốn. Thả tôi ra. Không trốn chạy mà nửa đêm nửa hôm mà đi ra rừng làm cái gì? Tao bắt quả tang tại trận là một chối á. Tôi đi kiếm máu của tôi, tôi không bỏ trốn. Nửa đêm đốt đuốc vào rừng đi kiếm má, mày tưởng tao là con nít mới lên ba hả? Tụi mày nghe nó nói còn lọt lỗ tai không vậy? Nếu bỏ trốn, tôi đã đem theo lương khô và lý rồi, tôi cũng sẽ âm thầm mà đi, chứ không cầm đút báo động cho bác đâu. Nó nói cũng phải đó tụi mày, nó không có trốn chạy, bởi vì nó đâu có ngu gì mà đốt đuốc ban đêm để đi trốn chạy. Bây giờ tao tin nó rồi. Dạ, giờ mình thả nó ra hay đây cả. Nó không có trốn chạy mà nó âm mưu đốt rừng cao su của ông chủ. Chính nó là thủ phạm đốt kho cao su của ông chủ hôm trước. Tụi bay, dạ, em dạ. Đi phơi nắng. Dạ. Đợi tao báo tin cho ông chủ rồi xử lý nó sau. Đi mày, đứng dậy. Thả tao ra, thả tao ra. Tao không đốt kho. Tụi bay đừng bị đạn như vậy. Thả tôi, thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra. Đại ca, anh quả thật là cao minh, dùng chiêu này ép chết thằng Hải. Tao ứa gan thằng này lâu lắm rồi. Cái gì mà đấu tranh đòi quyền lợi, nhưng mà chống ăn gạo một với mắm thúi chứ. Lại còn đòi bếp ăn công nhân, làm tao tổn thất mấy chục đồng trong dương. Đụng tới quyền lợi của Khai Tuấn này thì chỉ có một con đường chết thôi. Trong chuyện này có con Hai Bình nhúng tay vào, không phải một mình thằng Hải đâu. Em chỉ lo uổng công bài mưu tính kế, đến lúc cậu Hai Bình mà quay về, mọi chuyện sẽ quay về chỗ cũ. Đến lúc đó là mình đâu còn đè đầu trấn áp tụi công nhân được nữa. Bởi vậy tụi bay phải đứng về phía của tao, cùng tao hạ uy tín của thằng Bình trước mặt ông chủ bằng mọi giá, không thể để cho nó quản lý cái đồng điền này được. Dạ, tụi em nhất định sẽ làm theo lời đại ca. Vậy thì mày nghe đây. Ông tính đi nữa hả? Chuyện gì bà nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi nghe mọi người đồn đãi, đám công nhân bất mãn, thường sinh ra nổi loạn. Ông đi lên đó làm gì? Ủa, bà vô đây là để nói tôi cái chuyện nhảm nhí này đó hả? Nhưng tôi còn chuyện khác muốn nói với ông. Chuyện gì bà nói lẹ đi, nhưng mà giống cái chuyện nhà ông Nhí này đó là tôi không có nghe đâu nha. Dì Bảy hôm qua bị trật chân. Ủa thì sao? Thì kêu thầy tới bốc thuốc. Vết thương nặng nhẹ thế nào? Tuy vết thương không có nặng, nhưng dì Bảy không thể nào quán xuyến hết tất cả mọi chuyện trong nhà. Tôi muốn mướn người ở. Cái gì? Rồi còn con Phượng, không để nó đang làm nó nghỉ ngang hả? Nó nghĩ thì làm sao tôi biết được. Nhưng tôi có người mới thích hợp, tôi muốn xin phép ông cho tôi nhận họ. Là ai? Bà vô đi. Dạ thưa ông chủ. Cái gì vậy? Bà khùng rồi hả? Bỏ hết người mướn rồi hay sao? Đi mướn một cái bà già lũ khủ như vậy, làm sao bà làm việc nhà nổi? Không có mướn. Bà không có già lắm đâu. Bà đó bình thường ăn mặc thông thoáng, khỏe mạnh lắm mà. Tự nhiên bữa nay trùm cái khăn kính mít lên đầu vậy, y như người bệnh nặng vậy. Bà bỏ cái khăn ra cho ông nhìn coi. Bỏ ra đi. Nè, bà kia, ủa bà làm chuyện gì mờ ám hay sao mà không dám cho người ta nhìn mặt hả? Quay lại. Bà điên hả? Tôi thì ra là bà hả? Dạ không, ông nhìn lầm người rồi, không phải tôi.
Tôi không phải là... Bà chính là cái người đàn bà vô phòng riêng của tôi bị tôi bắt gặp. Bà còn dám chối cãi nữa hả? Dạ, ý ông chủ là nhìn ra tôi là vậy thôi á hả? Ủa vậy chứ bà nghĩ làm sao? Dạ dạ, tôi không dám nghĩ gì hết. Dạ tôi... Tôi xin ông chủ là nhận tôi vô làm đi. Tôi hứa là sẽ siêng năng. Tôi còn biết chăm sóc người bệnh nữa. Ông chủ, tôi xin ông, ông mướn tôi đi. Tôi năn nỉ ông mà. Thiệt là sảng khoái quá đi. Bình, em càng ngày càng biết lấy lòng anh rồi đó. Em không phải là biết cách lấy lòng cậu ba. Từ đó giờ em chỉ biết có một cách đấm lưng này thôi à. Biết có một cách thôi hả? Dạ. Không có tin. Em nói thiệt mà. Vậy sao càng lúc anh càng thấy em làm giỏi hơn trước đó nha. Tại vì á, càng ngày em càng thương cậu ba hơn, cho nên đấm bóp cũng có tình cảm hơn. Ủa, đấm bóp mà cũng có tình cảm nữa hả ta? Dạ phải. Vì em thương cậu ba, cho nên là em đấm lưng á, cũng có tình cảm nè. Cậu ba không nhận ra hả? Thì nhận ra, cho nên anh mới khen là em biết lấy lòng anh nè. Em không có lấy lòng cậu ba, mà là em thương cậu ba thiệt tình. Mà cho dù cậu ba không có thương em thì em cũng thương cậu ba hoài luôn. Với câu nói này, anh sẽ thưởng cho em một món quà. Em thích cái gì nói đi, anh sẽ mua. Cái gì cậu ba cũng mua đầy đủ cho em hết rồi. Em không cần gì nữa hết á. Thiệt là em không có cần gì nữa sao? Dạ phải. Được rồi, cứ coi như là lần này anh thiếu em. Sau này á, em có cần gì cứ nói, anh nhất định sẽ bằng lòng. Lỡ lúc đó em cần mà cậu ba quên thì sao? Lời anh đã nói á, là không bao giờ anh quên hết. Nếu như em sợ anh quên thì anh cho em một câu thần chú. Câu thần chú? Ừ. Mai mốt á, khi nào em cần, em chỉ cần nhắc khéo thôi. Nhớ nha. Cậu chủ, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà. Nhớ chưa? Cậu chủ, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà. Cậu chủ, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà. Cậu chủ, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà. Cậu chủ, cậu giúp tôi đi, tôi năn nỉ cậu mà. Khải Duy, Khải Duy, ông có nghe tôi nói không vậy? Nói gì? Ông có cho tôi mướn bả hay không thì ông nói một tiếng, để tôi còn sắp xếp việc nhà nữa. Nhà cửa bận rộn như vậy mà ông thì bỏ đi hoài, tôi đâu có lo xuể. Đi bà. Alo, Cái Tuất hả? Cái gì? Có đứa đồ đốt rừng hả? Được, giữ yên đó, tao tới liền. Tụi khốn kiếp, tụi bay muốn chết thì tao cho tụi bay chết. À, ông Duy, ông chưa trả lời tôi. Tự bà quyết định đi. Tôi nhận bà. Cảm ơn bà chủ. Thank you.
cậu hai. Tôi đau quá vậy? Tôi biết rồi. Đau lắm hả cậu? Tôi đau quá. Tôi biết, cho nên tôi mới mang thuốc vô sức cho cậu đấy. Cậu ráng chịu đau chút nha, để tôi xức thuốc cho mau lành. Cậu đau lắm hả? Ráng chịu đau chút xíu nghe. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cậu. Không sao. Tuy đau, nhưng mà tay của dì xin thuốc em ơn thầy Nam nhiều. Thuốc này mát lắm. Dì sức thuốc gì cho con vậy? Không giống thuốc ngày hôm qua. Cái này á là rễ cây gái, tôi đâm với lại củ nghệ già, cho dầu mè vô nấu, chắc lấy nước. Cái này á là thuốc do tôi làm, không phải thuốc của thầy Nam đâu. Thuốc gì tự làm hả? Thuốc này á là do tôi tự làm, cho nên cậu hãy yên tâm đi. Thuốc này á làm vết phỏng mau lành lắm. Rất nhiều người trị hết rồi. Tôi không có sức thuốc bậy bạ cho cậu đâu. Tôi biết là dì không sức thuốc bậy bạ cho tôi, nhưng mà đánh ba tôi khó lắm. Dì không nên để cho ông biết cái chuyện dì tự sức thuốc cho tôi. Ông mà biết la cho đuổi vậy đó. Trời ơi, tánh khí của ổng tôi còn lạ gì nữa. Cậu không phải lo đâu. Dì tánh khí của ba tôi dì biết hả? Dì có quen ba tôi sao? Không, dì làm sao mà vinh hạnh quen biết ông chủ chứ. Ý tôi là tôi mới vô làm mấy ngày, nhưng mà tôi cũng hiểu tánh ý ông chủ phần nào, cho nên cậu hai đừng có lo. Mấy ngày nay tôi tuy mê man, nhưng tôi vẫn biết dì thức để chăm sóc cho tôi. Cảm ơn dì nhiều lắm. Với tôi á, cậu hai đừng có khách sáo. Xong rồi, bây giờ cậu uống thuốc rồi ngủ cho mau lại sức nghe. Rồi lát nữa tôi gom đồ giặt cho cậu. Cậu ráng lên. Cậu uống thuốc nè. Ráng lên cậu, ráng lên. Lần đầu tôi được chăm sóc tận tình như vậy, tự nhiên tôi thấy trong lòng ấm áp. Cảm ơn dì nhiều nha. Nói vậy từ nhỏ tới giờ cậu hai không được ai chăm sóc hết sao? Có má, bà thì bận từ sáng tới tối, chỉ có bà Bảy đã chăm sóc cho tôi. Nhưng mà bà Bảy cũng quần quật tối ngày chuyện trong nhà, cho nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình thôi.
Tội nghiệp cậu hai quá. Cậu đừng có nói nhiều, mắt con vết thương lại đau nữa. Tối qua tôi thấy cậu trăng qua trở lại không ngủ được. Lúc mới uống thuốc, vết phỏng bớt đau thì tôi mới ngủ được một chút. Khi hết thuốc rồi nhức quá, ngủ không có được gì hết. Người ta phỏng tay một chút đã nghe đau rồi, huống hồ chi cậu phỏng cả người như vậy. Cậu ngủ không được hay là để tôi hát ru cho cậu ngủ nghe? Dì bị khát sao? Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo. Gặp gành khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi.